bạch thế tôn, thế nào là đại bồ tát tu xả định không vô biên xứ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có định không vô biên xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát tu xả định không vô biên xứ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Bạch Thế Tôn thế nào là đại Bồ Tát? Tu xả tùy niệm Phật, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Tu xả tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới, tùy tùy niệm xả, tùy niệm thiên, tùy niệm có phương tiện, tùy niệm không phương tiện, tùy niệm tịch tịnh, tùy niệm hơi thở ngưng lại vào ra, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có sự tùy niệm phật có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có sự tùy niệm pháp cho đến tùy niệm hơi thở ngưng lại vào ra có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tùy niệm phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tùy niệm pháp cho đến tùy niệm hơi thở ngưng lại vào ra cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả tưởng vô thường cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tưởng vô thường khổ tưởng vô ngã khổ tưởng bất tịnh tưởng chán ăn tưởng tất cả thế gian chẳng đáng ưa thích tưởng chết, tưởng đoạn, tưởng ly, tưởng diệt, cũng xả sự tu này là tu Bát nhã Ba la mật đa Phật dạy, này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành Bát nhã Ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có tưởng vô thường, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát nhã Ba la mật đa, nếu nghĩ có tưởng khổ vô thường cho đến tưởng diệt, có xả sự tu này thì chẳng phải tu Bát nhã Ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả tưởng vô thường cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả tưởng khổ vô thường cho đến tưởng diệt cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa